333 có một sự cố khá là bất ngờ. Không nói thì cô bác quý anh chị sẽ không nghĩ rằng á thì ở nơi đây là một cái nhà ga để mà chờ đón khách đâu. Tại vì nó rất là thô sơ và thậm chí là những cái tấm biển dừng ở đằng kia cả. Đó, nó dừng bằng những cái miếng thiết và phía trước thì có anh bạn mình đón đằng trước rồi. Dạ. Có một phần quà nhỏ thôi. Miếng bánh. Sau lưng bùi hồ đây là một cái cô gái người Ethiopia. Cô gái này đang pha một cái tách cà phê ngay tại cái nhà chờ của sân bay Ethiopia, thủ đô Addis Ababa. Đối với người dân Ethiopia thì cà phê là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Sáng họ có thể uống cà phê và có thể không ăn bánh mì. Khi đến đất nước Ethiopia, cô bác quý anh chị sẽ nghe một cái câu rằng là cà phê chính là bánh mì của tôi. Đây là những cái tách cà phê và đây là cái nồi điện để pha cà phê. Và bây giờ thì nghe Bùi Hồ cùng em Phong chia sẻ một cái câu chuyện, một cái sự cố rất lớn đối với Bùi Hồ ngay tại sân bay Addis Ababa của đất nước Ethiopia. Đây là ngay tại thủ đô Ababa có một sự cố khá là bất ngờ khi mà ba anh em á đem những cái thiết bị máy quay lên đó làm gồm gò thì bị an ninh của sân bay giữ lại cái máy quay của Bùi Hồ, giữ luôn cả mic thu âm. Nên bây giờ cũng may là còn có một cái máy Google của em Phong Secure. Nhưng mà chắc có lẽ là hình ảnh, âm thanh thì sẽ không được rõ như cô bác của anh chị nghe ở trong những cái video clip trước của Bùi Hồ. Và hiện nay thì cũng đang ngồi ở nhà chờ, nhà ga để mà bay đến một cái thung lũng gọi là thung lũng Pomo, tầm 1 tiếng đồng hồ. Em Phong làm việc với lại an ninh ở với sân bay á, thì họ báo rằng là họ sẽ giữ lại những cái phụ kiện để mà quay. Em Phong thì bị giữ lại một cái DC Mavic Playcam á, còn Bùi Hồ bị giữ lại một cái Google Camera với lại một cái Mix God. Tổng tỷ giá mà nếu như mà không trả lại qua cái biên bản này á thì khoảng hơn 15 triệu. Gần 20 triệu. Gần 20 triệu mắc trắng nếu như mà không còn giữ lại phiếu này. Còn một cái thông tin khá là buồn, em Nhân thì cũng là cái này em phải ngồi đây uống cà phê đi cho anh Hồ lấy lại tinh thần. Dù là ba anh em đem cũng máy quay giống nhau nhưng mà không biết tại sao là giữ luôn cái máy của Bùi Hồ. Bây giờ âm thanh thì chắc có nghe là nghe không gõ cười nhưng mà trong lòng nó đau lắm. Chắc có lẽ là sau khi mà quay về lại Việt Nam đó thì Bùi Hồ sẽ quay lại cái hành trình đi cho cô bác quý anh chị xem. Và chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ đăng cái đoạn video clip này trước ở ngay tại Ethiopia. Thì Ethiopia là một cái đất nước ở khu vực Đông Phi đó. Nổi tiếng với đặc sản cà phê. Thì trước khi bay thì các anh em cũng sẽ uống một ít cà phê, sau đó sẽ bay đến một những cái bộ lạc ngay tại thung lũng Omo với hơn 10 bộ lạc. Bây giờ không còn tâm trạng nói sao cười không? Em quay qua em làm việc em nói với họ sao? Hồi nãy là như thế này, mình cảm nhận là họ rất quý người Việt Nam. Đầu tiên thì họ nhầm tưởng mình là người Trung Quốc. Họ hỏi mày là China thì nó không, người Việt Nam. Và họ chỉ cái đôi dép này nè, đôi giày của họ. Thì chắc có lẽ là ở Việt Nam có một cái năm lớp 3 nó có một cuốn sách giáo khoa in vào cái một cái chuyện ngụ ngôn, đó là đất quý đất yêu. Cho nên có lẽ là họ nói là câu chuyện ngụ ngôn của đất nước tao á được mày đưa vào sách, hay sau đó họ chỉ hai cái người cảnh sát mà người Ethiopia họ không biết nói tiếng Anh, nên là họ chỉ cái đôi giày là mình hiểu được cái ý của họ muốn nói gì, và họ nói là người Việt Nam như vậy này. Tuy nhiên thì chắc có lẽ là sự cố đó là đối với quốc gia họ không cho mình mang các cái thiết bị ghi hình trên cao, cho nên là họ đã thu giữ cái thiết bị của mình rồi. Thiết bị của anh Hồ là một cái thiết bị lạ lắm đối với họ, vì ở đây thì công nghệ thông tin không phát triển. Họ cứ nghĩ rằng là những cái máy quay nhỏ nhỏ như thế này này là những cái máy quay do thám gì đó đối với họ, cho nên họ tạm giữ và chờ ngày ra sân bay sẽ trả lại. Một cái sự cố đáng tiếc ha. Thôi thì có lẽ là lâu lâu có trước cái một cái chuyến đi khởi hành như vậy á, gặp một sự cố như vậy á thì nó sẽ xua đi những cái xui đi, và mình hy vọng là hành trình sắp tới sẽ rất may mắn. Ok. Để Nhân gà nói vài câu. Thật sự mà nói là không biết thì sao mà số anh Hồ anh xui vậy á. Mình cũng mang máy quay GoPro ra mà họ lấy GoPro của mình lên, máy quay của mình ra, nhưng mà
không biết làm sao họ nhìn mặt mình họ bỏ lại, cuối cùng của anh Hồ họ giữ luôn. Trời ơi, mấy anh em đi mà một người bị như vậy thì cũng rất là buồn chứ. Thật ra cười nhưng mà cười như vậy thôi, nhưng mà trong lòng buồn lắm mọi người. Thì hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì anh Hồ sẽ gặp may mắn nhiều hơn, không có phải xui giống như cái ngày hôm nay. Mấy anh em bay rất là nhiều những cái chặng bay mới có thể đáp được xuống Ethiopia, nhưng mà cuối cùng cái xui đã đến với anh Hồ rồi. Anh Hồ, thật ra thì họ giữ thì lại cũng không có mất mát một cái phần sản phẩm nào của Bùi Hồ, tại vì họ có một cái biên bản giữ lại nè. Và đây là những cái tách cà phê ngay tại Ethiopia, uống cho lấy lại một cái tinh thần, giật dậy một cái tinh thần sau những coffee sự cố ngay tại sân bay. Sugar. Ở đường hả? Đúng đường. Ở đất nước Ethiopia thì được mời một ly cà phê như thế này á, là một điều vinh dự. Nhưng mà ở đây thì mình mua. Giá này là tại chỗ này thì mình mua. Và cách uống cà phê ở Ethiopia cũng rất là khác. Và người ta cho rằng là bắt nguồn từ Ethiopia. Có một cái câu chuyện về những hạt cà phê ở Ethiopia như thế này. Họ cho rằng là cà phê là bánh mì của họ. Họ sáng có thể không thể ăn bánh mì, nhưng mà sáng bắt buộc phải uống cà phê. Phong em có đọc một cái câu chuyện về những hạt cà phê ngay tại Ethiopia, thì em có thể kể cho cô bác quý anh chị nghe về những hạt cà phê ngay tại đất nước Ethiopia này không? Tổng 3 ly cà phê của anh em mình là 116 beer Ethiopia. Đồng tiền ở Ethiopia được gọi là beer, giống như là uống bia ha. Ok. Và anh chia sẻ như thế này nè, lúc nãy anh với Phong á, ở anh với Nhân á, mua tiền đâu họ không có nhận. Không nhận luôn. Ở Ethiopia thì được cho rằng là một trong những cái quốc gia đầu tiên phát hiện ra cà phê. Có một câu chuyện như thế này, cách đây hơn 5 thế kỷ trước thì một cái anh chàng chăn dê ở trên một quả đồi, và sau đó thì dê nó ăn những cái hạt màu đỏ và bỗng nhiên nó tỉnh táo. Và ông cái vị chăn dê này đến gặp một cái ông linh mục ở nhà thờ, và cha nhà thờ thử nếm cái hạt này và cảm giác cũng thấy rất là tỉnh táo. Và sau đó thì phát hiện ra cái hạt này có khả năng giúp cho con người ta sảng khoái. Và sau đó thì một cái quốc gia khác biết cách bào chế cà phê, đó là Yemen nằm kế bên đây, thì họ cũng rang rồi họ ủ, họ ướp y như cách cà phê truyền thống bây giờ mình Việt Nam mình đang uống vậy. Thưởng thức ha. Còn một cái chi tiết nữa là cái anh chăn cừu ha. Chăn cừu. Anh chăn cừu này ảnh mới đem cái hạt cà phê này đó, thì ảnh quăng vô cái đống lửa. Thì khi mà cái đống lửa đó nó làm cháy cái hạt cà phê thì nó tỏa ra một cái vị thơm. Đó, còn một cái chi tiết nữa mà bây giờ thì kể vậy lòng đau lắm. Thôi chắc có lẽ là hành trình của các anh em cũng ngay tại đất nước Ethiopia cũng còn khá là dài, và sẽ ghi lại chuỗi hành trình đó. Chúc anh Hồ sẽ những cái ngày sắp tới sẽ thuận lợi nha. Okay. Dù thiết bị quay nó hơi kém một xíu, nó không còn được hoàn hảo như sự chuẩn bị ban đầu, nhưng mà hy vọng rằng mọi người ủng hộ anh Hồ. Bây giờ anh ruột đau như cắt vậy á, nước mắt đầm đìa. Bây giờ thì ba anh em sẽ tiếp tục một hành trình uống ly cà phê, sau đó sẽ tiếp tục hành trình bay hơn 1 giờ đồng hồ đến một cái bộ lạc đó. Và Bùi Hồ sẽ chia sẻ đoạn clip này còn có nhận được máy quay hay không là một cái chuyện khác nữa. Sau khi quay về lại khá là bỡ ngỡ khi mà ngay tại đất nước Ethiopia này thì cái sân bay á nó rất là lớn, ngay tại thủ đô Addis Ababa. Thì bây giờ mình sẽ bay về một cái tỉnh khác. Các bạn cô bác anh chị cũng thấy là một cái chiếc máy bay này cũng khá là nhỏ, chở khoảng 200 người trở lại thôi. Và rất là nhiều du khách từ nước ngoài và đặc biệt là người Pháp đến đây, cũng như là những nước lân cận. Bây giờ mình sẽ lên đây ha. Còn cái chiếc bay mà còn những cái chấm như thế này thì bây giờ cũng khá là muốn gặp ở Việt Nam cũng như là những cái nước khác. Và cái chiếc máy bay này nó đang nạp xăng đó cô bác anh chị, nhìn khá là lý thú ha. Giờ bây giờ mình cũng đã tới, mình làm thủ tục rồi. Đây là hai cái dây dẫn xăng
máy bay nhỏ. Ở đây là cái chữ Ethiopia. Ok, dạ. Yeah. Mom, hello. Số ghế của mình là ghế 25%. Chỉ có 2 thằng ghế đó mà. À, sorry. Excuse me. Oh. Hết rồi, đồ rồi, hết rồi. 25 gì anh bên đây. Đây đi một cái chiếc máy bay khá là nhỏ và thậm chí là phải ba lô phải để ở dưới này nè. Có chỗ để đồ đó. Mọi người thì may mắn hơn để ba lô trên kia. Và hành trình thì khoảng hơn một tiếng nữa các anh em sẽ đến Jakarta. Ngay tại thung lũng Omo. Đây là các bạn có thể thấy nè. Có một cái đường hành lang khá là nhỏ như thế này. Và đó là các cô tiếp viên hàng không ngay tại Ethiopia. Một cái cảm giác bất ngờ nhất đó là cái nhiệt độ. Anh em mình cứ nghĩ là cái nhiệt độ là nó khoảng nó rất là nóng, nó khoảng 30 mấy 40 độ, nhưng mà không ngờ đây nhiệt độ vào buổi sáng đây cũng khá là lạnh. Một cái chặng bay hành trình khoảng 45 phút thì họ cho mình một cái bánh như thế này với là một cái khăn giấy để lau vệ sinh miệng. Đây là một cái bánh giống như là bánh mì, trong này có tất cả các vị đồ chua và có cả luôn cái bánh nước. Tí xíu nữa thì bạn nhân viên đằng kia đem lại ha. Bây giờ thì mình sẽ thử. Giống như bánh mì nhưng mà trong này nó có đầy đủ gia vị hết. Dưa leo, củ cải đỏ. Gần 1 giờ đồng hồ bay, tôi hồ đã đến cái thung lũng Omo. Nơi đây sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Đây là nhà ga của sân bay ngay tại thành phố Jakarta. Một cái nhà ga khá là nhỏ luôn. Nó nhìn rất là thô sơ luôn ha. Đặt trước mắt của quần hồ là tất cả mọi thứ đều đã là lầm. Đó là một đất nước châu Phi khô cằn nắng gió và sự thiếu hụt về lương thực. Thấy mọi người ở đây đang chụp hình và đã chờ đón quay trở về nè.
có những người thân mình quay trở về. Và phía sau lưng này là một cái nhà ga, nó khá là nhỏ luôn. Bây giờ tụi mình cũng đang đợi hành lý mà cũng muốn chia sẻ những cái thước phim và những người đang sinh sống tại châu Phi cho cô bác quý anh chị biết. Đa số thì cô bác quý anh chị có thấy là họ rất là đen ha. Và cái trang phục thì rất là sặc sỡ luôn. Nếu như mà không nói thì cô bác quý anh chị sẽ không nghĩ rằng á thì ở nơi đây là một cái nhà ga để mà chờ đón khách đâu. Tại vì nó rất là thô sơ và thậm chí là những cái tấm biển dừng ở đằng kia cả. Đó, nó dừng bằng những cái miếng thiết. Và phía trước thì có anh bạn mình đón đằng trước rồi. Anh đang đợi mình ngoài kia. Đó là Suzu. Yeah. My name is Dagu. Zivu. Dagu. Yeah. Và đây là một cái người bạn đồng hành với mình trong những ngày mình ở Zika. Đó là anh Dagu. Và bây giờ mình lên đây ha. Anh ở đây luôn hả? Để mấy chuyện bắt bằng. Các bạn rõ thì chắc có lẽ là cô chú anh chị sẽ không nghĩ rằng đây là một cái trung tâm của thành phố Zika. Mặc dù là trung tâm của thành phố nhưng cuộc sống của người dân ở đây khá là lạc hậu. Và lúc nãy thì anh em cùng thu phí những cái cầm cái nón bảo hiểm thu phí nhìn khá là buồn cười. Khi mà đi qua một cái châu lục khác, một cái đất nước xa xôi như thế này thì cái cảm giác của anh em là chỉ muốn chia sẻ những hình ảnh. Cô bác mình có thể thấy được một cái Ethiopia, đó là Zika. Nếu như trước đây mình có học về những cái môn địa lý, tìm hiểu về một số quốc gia như là lịch sử, thì mình biết được rằng ở châu Phi là một trong những cái châu lục đa số đói nghèo và lạc hậu. Thì hôm nay các anh em lại có dịp tận mắt chứng kiến những cái hình ảnh này. Nó thực tế chia sẻ cuộc sống từng ngõ ngách người dân cho cô bác anh chị biết luôn. Và đây là khách sạn của mình quá. Salam. And when there is one person only salam. 2-3 person salam na chu. Salam na chu. Yeah, salam na chu. That's so nice. Oi, yeah. Ở đây là một trong những cái nhà nghỉ mà gọi là sang trọng nhất ngay tại Zika, ngay tại thành phố Zika. Yeah, ok. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái khách sạn ở miền nam của đất nước Ethiopia. Và phía ngoài đây là đường xá của đất nước châu Phi. Chỉ cần đứng đây 15 phút thôi thì cô bác quý anh chị thấy ở xã hội nó diễn ra rất là nhiều thứ phức tạp. Và thậm chí thì Bùi Hồ cũng chưa có dám bước ra khỏi nơi này. Ở đây họ rất là khó chịu khi mà nhìn mình phải cầm một cái máy quay như thế này. Và một hoạt động nó diễn ra rất là còn lạc hậu của cô bác quý anh chị. Đúng với một cái câu là ở châu Phi thì đói nghèo và lạc hậu. Rất là nhiều người ăn xin ở đây. Cảm nghĩa đặc biệt cả. Đường xá thì cũng không có phát triển cho lắm. Có một chú này người châu Phi nè. Và đó là những cái chiếc xe vận tải ở chở hàng khách ở châu Phi. Ở đây thì cô bác quý anh chị có thể thấy rất là nhiều chiếc xe 6-7 chạy ngang. Và những thanh niên, người dân châu Phi thì họ rất là thích chăm sóc về tóc của mình đối với tất cả các phụ nữ như thế này. Chúng ta có thể thấy hình dung những người châu Phi là
với cái nước da đen sạm. Có những người thì cạo đầu, thì có những người thì để tóc thì sẽ chăm sóc tóc rất là kỹ lưỡng. Ở đằng kia là một cái chú ăn xin, ở đằng kia cặp cái bảng ngay tại chỗ Bùi Hồ đang ở, đó là NASA Hotel. Có cả những cái chiếc xe lam như thế này nữa nè, mọi xe túc túc đó. Mọi người rất khó chịu khi mà nhìn mình cầm một cái quay như thế này. Hi. You like me? Họ nói cái gì á thì vừa họ cũng không hiểu. Một cái anh hướng dẫn mình đi á thì dặn rằng là không nên, không nên đi xa quá, lại rất là nguy hiểm. Có một người phụ nữ để cái bồn cần phát môi. Đường xá thì rất là ô nhiễm, bụi, khói bụi. Và họ rất là thích tết tóc như thế này. Đây là một đoạn ngắn ngay tại cái thành phố Zika. Cô bác anh chị thấy có thể là họ đi bộ hoặc là họ chạy những chiếc xe gắn máy như thế này. Đầu tóc thì tết xoắn lại, gương mặt thì rất là đen bởi cái nắng và gió ở châu Phi. Chỉ cần đứng một cái đoạn ngắn thôi thì mình cũng có thể cảm nhận được. Ngay cả một cái ông chú ăn xin đằng kia thì Bùi Hồ cũng không có dám lại. Không biết là họ có thể dịch cái máy quay của mình hay không. Và những cái cảnh tượng này chị, cô bác với anh chị có thể thấy được ở một cái châu lục, đó là châu Phi. Chú đó đang chỉ mình với một cái vô cái bụng. Chú đó là chú đó đang đói bụng và cần phải xin tiền. Hoạt động ở trên này ngựa, thậm chí là trâu bò có thể đi lang thang ở trên được. Đây là các phụ nữ ở châu Phi. Họ tết tóc, gương mặt đen và đôi hàm răng trắng tinh. Và đây là cái ngân hàng của châu Phi. Họ rất là khó chịu khi mà gặp mình cầm một cái máy quay như thế này. Thu nhập theo bình quân đầu người của người dân châu ở Ethiopia thì một ngày là không tới 2 đô. Trước đây đất nước Ethiopia là một cái đất nước mà gọi là cùng quốc ở châu Phi, và họ chưa từng bị đô hộ, nên ở đất nước này họ vẫn giữ được những cái bộ lạc, vẫn giữ được những cái nét truyền thống của họ cho đến đời nay. Bên kia là những cái chiếc xe họ chở rất là nhiều những người ngồi ở đằng sau. Thậm chí con ngựa đứng ở giữa đường đằng kia kìa. Đây là ở ngoài đường phố, chứ Bùi Hồ cũng chưa dám vô những cái khu hẻm nữa. Họ thấy mình là một người ngoại quốc ấy, nên cái đôi mắt họ nhìn mình khá là lạ. Đó là thể hiện cái sự cử chỉ thân thiện, họ bắt tay với nhau. Đây là cực kỳ ô nhiễm, cực kỳ phức tạp, và đặc biệt là chắc có lẽ là nạn trộm cướp cũng có thể là thường xuyên xảy ra. Để kể về châu Phi thì chắc có hàng ngàn, hàng trăm chuyện để kể. Rất là nhiều người thất nghiệp.
đây họ không bắt buộc phải đội nón bảo hiểm. Có một cái ông chú, ông ngồi ông xin tiền, ông cứ nhìn mình suốt luôn. Mình rất là ngại khi phải nhìn lại những cái đôi mắt của những người đô phi. Thì họ nhìn mình với một cái đôi mắt là đăm chiêu, nhìn xa xăm một cái điều gì đó. Chắc có lẽ là cái cặp mà họ sẽ chào nhau trên đường phố. Họ rất là hai người rất thích là đá tay với nhau rồi bắt tay một cái. Bây giờ là gần 4 giờ chiều ở Ethiopia. Thì ở Việt Nam thì khoảng 8 giờ tối. Có nghĩa là múi giờ sẽ chênh lệch với nhau là 4 tiếng đồng hồ. Đa số thì người dân châu Phi theo công giáo, một số người đi theo đạo Hồi như là chú này nè. Kiến đen, người đen nhìn ngầu ghê. Tí xíu nữa thì bùi hồ đi một đoạn nữa sẽ quay cho cô bác của anh chị thấy rõ luôn ha. Anh kia anh đang bán cái gì kìa? Ở đây rất là thiếu thốn về lương thực, thực phẩm, y tế và giáo dục cũng không có phát triển cho lắm. Đặc biệt là tình trạng thất nghiệp ở người dân châu Phi phải nói là một cái tình trạng khá là phổ biến. Vì đó mà họ sẽ cái nạn đói kém cũng thường xuyên xảy ra. Và đây là cái trụ ATM ở Ethiopia. Toàn là tiếng A gặp. Nhìn rất là thô sơ luôn. Ở chỗ này có chim mấy cục đá nữa nè mọi người. Và đây là ông cụ. No. No. Mình không có đem tiền theo tại vì em không đang giữ tiền hết. Một em bé này đang xin tiền mình. Anh như là cho mình hay rằng là đang cần tiền để ăn cơm. Và đây là ông cụ mình mới gặp lúc nãy nè. Đáng tiếc là không có tiền lẻ. Mình có thêm một dạ. Có một phần quà nhỏ nè. Miếng bánh. Còn ông cụ này, ông đang xin được một miếng tiền. Ở châu Phi thì chắc là sẽ không có thiếu những hình ảnh như thế này. Ở đây có xài hai loại tiền, một là tiền giấy, hai là tiền cắt, tiền xu. Anh đi quần gần đây nha, em với anh Nhân bị quấy rối nguy hiểm lắm. Đúng rồi, nãy giờ anh không dám ra, anh chỉ đứng ngoài này thôi, không dám đi xa lắm. Em Phong mới vừa thông báo cho Bùi Hồ rằng đi qua đây thì nhiều người họ xin tiền, thậm chí là họ quấy rối, họ rất là ngại khi mà phải quay những cái thước phim như thế này. Cuộc sống ở đây thì cực kỳ phức tạp. Thì buổi hội sẽ biết như thế nào thì sẽ chia sẻ cho cô bác quý chị như thế đó. Đây là một cái gian hàng
hình như là may giày với lại bán giày dép gì đó. Hello. Yeah. No, no. Và một đứa bé này mới cho một miếng bánh, nó ăn rất là ngon lành luôn. Đặc điểm của các đứa bé châu Phi thì nước da rất là ngâm đen, rất là đói. Nếu như ở những nước phát triển như là châu Âu hay là một số nước châu Mỹ hay Canada thì trẻ con dính cái tình trạng là bệnh béo phì, thì ở đây các đứa bé châu Phi lại mắc cái tình trạng gọi là suy dinh dưỡng. Này đang chạy dậy, đang chạy dép để bán, rồi anh kia anh đang may. Như lúc nãy Bùi Hồ có nói là thu nhập bình quân đầu người họ là chỉ khoảng 1-2 đô la một ngày. No. Đặc biệt có những cái chiếc xe Việt Nam. Anh này anh cứ người nghĩ mình là người Trung Quốc, anh nói là mình là China. Việt Nam. No China. Việt Nam. Việt Nam, ok. No China. No China. Đây là những thanh niên rất là to con, làm những cái công việc rất là nhẹ nhàng. Đó là hàng ngày sẽ chùi những chiếc dép như vậy cho bạn. Dạ. Đâu rồi. Và đây là chắc có lẽ là cái anh xe ôm ở nơi này. Đây là một cái quốc lộ chính thôi. Còn đường xá trong kia thì còn nguy hiểm hơn. Mình nhìn rất là sợ luôn mọi người. Đường xá châu Phi là một phần gì đó rất là phức tạp. Và đối với Bùi Hồ, một lần đầu tiên đặt chân vào một cái lục địa như thế này, không ma khi nói mà ở đây đa số đói nghèo và lạc hậu. Thậm chí cả những cái khách sạn lớn thì họ cũng không có máy lạnh. Thì máy lạnh là một điều gì đó rất là xa xỉ. Đây là một cái quán cà phê ngay tại châu Phi. Họ viết toàn bộ là tiếng Ai Cập và một những cái ghế ngồi cặp mấy đường như thế này. No, no. Việt Nam. Không biết là họ kỳ thị cái người Trung Quốc hay sao, họ gặp mình họ cứ nói là China. Việt Nam, Việt Nam. Mình phải cầm cái máy rất là nhỏ luôn cô bác anh chị. Âm thanh thì có vẻ là hơi ồn nhưng mà đây là một điều rất là tiện lợi để khi mà quay phim ở một cái đất nước kém phát triển, kém văn minh và lạc hậu như thế này. Mình qua một đoạn bên đây, họ bán ở đây, họ bán bắp nướng và bán một số đồ. Họ bỏ lên một cái lò than họ nướng. Dạ rồi. Dạ. Họ như là họ xin no. Họ xin tiền. Họ thấy mình cầm một cái máy quay rồi họ xin tiền. Rất là nhiều người có một cái hành động nhìn mình rất là lạ. Phải đi về ngay thôi. Rất là lạ khi mà họ nhìn mình. Họ gặp mình chỉ cái ma, họ gặp Bùi Hồ chỉ cái camera vô là họ có một ý định là xin tiền. Họ chớp mắt với một đôi mắt đen thùi nhìn xấu á. Bao nhiêu
nhiêu đó, bao nhiêu đó để cho cô bác sĩ có thể hiểu thêm về người dân châu Phi, một đất nước Ethiopia đói nghèo và lạc hậu. Mình có vẻ là khi đi ngoài đường cầm một cái máy quay như thế này là không an toàn cho lắm, và có vẻ là họ không thích người Trung Quốc. Và cái điều gì đó làm cũng làm cho mình cũng rất là sợ hãi. Đây là khách sạn của Bùi Hồ đó, ở đó. Và Bùi Hồ chỉ đi qua một đoạn như thế này, mà họ dặn là những người mà tour guide ở đây họ dặn là không nên đi xa quá. Ở đằng kia có một cái chiếc xe chạy đến rất là lạ, mà chắc có lẽ là quẹo vô rồi. Bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc video clip tại đây với lại một cậu bé người châu Phi như thế này, một hình ảnh đói nghèo lạc hậu và thậm chí không được ăn học. Họ có một cái thói quen là trừng những cái đôi mắt hướng mình để thể hiện một cái gì đó gọi là xin chào á. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.